Xin chào tất cả các em. Buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài tính chất của phép nhân. Chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên, nó là bài tập số 134 các em nhé. Bài 134 yêu cầu các em thực hiện phép tính. Chúng ta có câu A là -23 nhân với -3 nhân với 4 nhân với -7. Vậy cái này thì các em nhân lần lượt thôi. -23 nhân với 3 thì các em lấy hai kiểm tuyệt đối nhân với nhau. -23 nhân với 3 thì nó lấy bằng 69. 69 rồi nhân với hai cái số này các em mới nhân với nhau. 69 4 nhân với 7 thì bằng 28, vậy nó bằng -28. Vậy các em lấy 69 nhân với -28 thì các em lấy hai kiểm tuyệt đối nhân với nhau, tức là 69 nhân với 28 rồi các em thêm dấu trừ về trước, vậy nó bằng -1932. -1932. Câu B là ta có 2 nhân với 8 nhân với -14 rồi nhân với -3. Như vậy chúng ta cũng làm lần lượt thôi. Các em lấy 8 nhân 2 bằng 16 đây. Được chưa? Hai số này các em nhân với nhau. -14 nhân với -3 thì lấy 14 nhân với 3. 14 nhân với 3 thì nó sẽ bằng 42. Vậy các em lấy 16 nhân với 42. Tính ra 16 nhân với 42 thì nó sẽ bằng 672. Cái kết quả chúng ta sẽ bằng 672. Bài tiếp theo là bài 135. 135 là thay một thừa số bằng tổng để đi tính kết quả. Và chúng ta có câu A là -53. -53 nhân với 21 thì em thay bằng tổng như sau, bằng -53. 21 em tách thành 20 cộng 1. Đến đây các em áp dụng tính chất phân phối. Em lấy -253 này nhân với 20 này cộng với -53 nhân 1. Như vậy -53 nhân với 20 thì sẽ bằng -53 nhân với 20 là nhân hai số nguyên khác dấu. Vậy các em lấy hai trị tuyệt đối nhân với nhau thì lấy 53 nhân 20 rồi thêm dấu trừ phía trước, vậy nó bằng -1060 cộng với -53 nhân với 1 thì nó bằng -53. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng -1113. -1113. Tiếp theo chúng ta sẽ có ý B. B ở đây là 45 này nhân với -12 thì các em sẽ tách ra, nó sẽ bằng 45 nhân với -10 trừ đi -2. -10 trừ đi -2 thì bằng -12, vậy đến đây các em lấy 45 này nhân với -10. 45 nhân với -10. Đấy, trừ đi 45 nhân với 2. Dấu trừ này hạ xuống đây rồi. Đấy, vậy 45 nhân với 10 thì bằng -450. Trừ đi 45 nhân với 2 thì bằng trừ đi 90. Như vậy trừ 450 trừ đi 90 thì nó sẽ bằng trừ 540 là kết quả cuối cùng của ta. -450 trừ đi 90. Như vậy nó sẽ bằng trừ 540. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 136. Ở đây yêu cầu các em tính
Cô A. Sáu trừ đi sáu. Nhân với âm bốn. Cộng với 31 nhân với âm bảy trừ âm 13. Âm bảy trừ 13. Như vậy 26 này trừ đi 6 thì nó bằng 20. 20 nhân với âm 4 cộng với 31 nhân với trừ 7 trừ đi 13 thì nó bằng trừ 20. Đúng chưa? Vậy bây giờ cô sẽ làm như sau. Nó bằng 20 này nhân với âm 4 này. Cái dấu trừ ở số này các em có thể đưa lên đây, cộng với âm 31. Dấu trừ cô có thể đưa lên số trước, vậy thì số sau này mất dấu trừ đi. Vì bản chất của nó nếu mà nhân thì nó vẫn bằng là trị tuyệt đối 31 nhân trị tuyệt đối 20 rồi thêm dấu trừ. Cái này cũng vậy thôi, nên là các em muốn đưa dấu trừ lên số này cũng được. Vậy lúc này các em có 20 là nhân tử chung, các em đặt 20 ra ngoài. Ra ngoặc nó sẽ bằng trừ 4 cộng với trừ 31. Đúng không? Như vậy nó sẽ bằng 20 nhân với âm 35. 20 nhân với âm 35 thì các em tính ra thì các em lấy 20 nhân với 35. Rồi các em thêm một dấu trừ phía trước, vậy kết quả nó sẽ bằng âm 700. Đúng nào. Tiếp theo chúng ta lại có ý B. Ý B B ở đây là chúng ta có âm 18 nhân với 55 trừ 24 trừ đi 28 nhân với 44 trừ đi 68. Vậy ở đây nó sẽ bằng âm 18, các em đặt ra ngoài. 55 trừ đi 24. Các em lấy 55 trừ đi 24 thì nó sẽ bằng 31. Đúng không? Trừ đi 28 nhân với 44 trừ đi 68. 44 trừ đi 68 thì các em có thể lấy 68 trừ 44 rồi các em thêm dấu trừ, vậy nó sẽ bằng là âm 24. Đấy, đến đây thì nó không có, vì nó không có nhân tử chung nên các em đi nhân bình thường thôi. Các em thực hiện phép nhân trước. Các em lấy 18 nhân với 31 rồi các em thêm dấu trừ phía trước. 18 nhân với 31 các em tính ra nó bằng 558. Vậy các em ghi 558 thêm dấu trừ phía trước cho cô. Dấu trừ này các em hạ xuống. Dấu trừ này các em hạ xuống. Các em lấy 28 nhân với âm 24. Vậy 28 nhân với âm 24 thì các em lấy 28 nhân với 24 rồi các em thêm dấu trừ. Vậy nó chính bằng là trừ 672. Được chưa? Bỏ dấu ngoặc này đi, trừ của trừ thì thành cộng. Vậy nó sẽ bằng âm 558 cộng với 672. Vậy đây là cộng hai số nguyên khác dấu, vậy các em lấy hai trị tuyệt đối trừ nhau, tức là lấy 672 trừ đi 558. Vậy kết quả nó sẽ bằng 114. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 137. 137 có hai ý, yêu cầu chúng ta tính nhanh. Ta có ý A. Ý A ở đây là trừ 4 này nhân với lại dương 3 nhân với dương 3 nhân với âm 125 nhân với dương 25 nhân với trừ 8. Vậy đối với bài này thì các em sẽ ghép như sau. Các em sẽ ghép con 4 với con 25. Các em sẽ kết hợp trừ 4 này thì các em sẽ kết hợp với 25. Cái con trừ 1, 25 này các em sẽ kết hợp với con trừ 8.
Cuối cùng thì con trừ con 3 các em đặt ra ngoài, đặt sau cùng. Đấy, như vậy trừ 4 nhân với dương 25 thì cái này nó sẽ bằng âm 100. Cái này sẽ bằng âm 100. Cái này thì nó sẽ bằng dương, hai số cái giống nhân với nhau thì sang một số dương, vậy nó chính bằng 1000. Rồi, nhân tiếp với 3. Số 3 này các em có thể bỏ dấu cộng đi. Âm 100 nhân với 1000 thì nó sẽ bằng âm của 100.000. Âm 100.000. Âm 100.000 nhân với 3, vậy thì nó sẽ bằng âm 300.000. Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Sang câu B. Câu B của ta ở đây là âm 67 nhân với 1 trừ đi 301, trừ đi 301 nhân với 67. Vậy các em sẽ làm như sau. Các em sẽ áp dụng tính chất phân phối, lấy âm 67 nhân 1 này, trừ đi âm 67 này nhân với 301. Dấu trừ này các em hạ xuống, đây lấy âm 67 nhân 301. Rồi trừ tiếp 301 nhân với 67. Đúng chưa? Trừ đi 301 nhân 67. Vậy ở đây âm 67 nhân với 1 thì nó bằng âm 67 này. Cái này trừ của trừ thì nó thành cộng này. 67 nhân với 301 này. Trừ đi, cái này cô viết lại thứ tự, 67 nhân với 301. Vậy 67 nhân với 301 trừ đi 67 nhân 301, vậy hai cái số này ghép với nhau thì kết quả nó lại bằng 0. Đúng không? Hai cái này trừ với nhau thì hết đi, bằng 0. Như vậy nó lại bằng trừ 67 cộng với 0. Và kết quả cuối cùng của ta sẽ bằng âm 67. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 137. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 138. Vậy bây giờ thì bạn nào cần thì hãy dừng video lại, cô sẽ xóa toàn bộ bảng đi để cô sang bài tiếp theo là bài 138 nhé. Có bài 138 như sau. Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên. Ta ý A, trừ 7 này nhân với trừ 7 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con trừ 7, vậy nó bằng trừ 7 mũ 6. Sang câu B là trừ 4 nhân với trừ 4 nhân với trừ 4 nhân với trừ 5 nhân với trừ 5 nhân với trừ 5. Vậy thì các em sẽ làm như sau. Cứ mỗi con trừ 4 thì các em lại ghép với một con trừ 5. Một con trừ 4 thì các em lại ghép với một con trừ 5 tiếp. Đấy, một con trừ 4 cuối cùng các em sẽ ghép với con trừ 5 cuối. Hai số này nhân với nhau, trừ 4 nhân với trừ 5, hai số âm nhân với nhau thành một số dương bằng 20. Hai số này nhân với nhau bằng 20, hai số này cũng nhân nhau bằng 20. 20 nhân 20 nhân 20, vậy đó bằng 20 mũ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 139. Ta sẽ nhận được một số dương hay âm nếu nhân một số âm và hai số dương. Vậy câu A, một số âm và hai số dương
ai tối dương thì kết quả chúng ta này, một hai số dương nhân với nhau, hai số dương của ta thì nó lại ra một kết quả là một số dương. Một số dương lại kết quả này ra dương rồi, nhân với một số âm, như vậy kết quả sẽ là số âm. Câu B. Một số âm, hai số âm với một số dương, hai số âm và một số dương, thì ta sẽ có kết quả hai số âm, âm nhân với âm thì nó lại ra kết quả này là một số dương. Số dương này lại nhân với một số dương, vậy kết quả nó lại là số dương. Đúng chưa? Câu C. Hai số âm và hai số dương. Hai số âm và hai số dương. Hai số âm này, hai số âm nhân với nhau thì sẽ ra một số dương. Hai số dương nhân với nhau lại tiếp tục một số dương nữa. Như vậy số dương bên này nhân với số dương bên này, vậy kết quả của ta sẽ là số dương. Tiếp theo, ba số âm và một số dương. Đây là ba số âm và một số dương. Ba số âm là một số lẻ các số âm. Vậy số lẻ các số âm nhân với nhau thì kết quả nó sẽ là một số âm. Cái này lại là một số âm. Kết quả này một số âm lại nhân với một số dương. Vậy âm nhân với dương thì kết quả sẽ là số âm. Cuối cùng là 20 số âm và một số dương. E. 20 số âm và một số dương. Thì ta xem kết quả này. 20 số âm thì vì một số chẵn các số âm thì kết quả nó lại ra một số dương. Chẵn các số âm nhân với nhau thì nó là dương. Số dương bên này nhân với số dương bên này thì nó lại là kết quả là số dương. Đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 140. Bài 140 thì chúng ta sẽ tính như sau. Âm 1 nhân âm 2, âm 3, âm 4, âm 5, âm 6, âm 7. Ta tính này. Kem ghép hai số 1 với nhau. Ở đây cô để âm 1 cô để đầu này. Âm 2 cô để ghép với âm 5. Được chưa? Âm 2 cô ghép với âm 5 rồi. Còn các số còn lại thì không, nó cũng không chẵn đâu. Nên kem ghép còn lại thôi. Âm 3 nhân với âm 4 nhân với âm 6. Âm 6 rồi chúng ta nhân với âm 7. Như vậy chúng ta lại có này, âm 1 này. 2 nhân với âm 5, âm 2 nhân âm 5 thì bằng 10 này. Âm 3 nhân với 4 thì bằng 12 này. Âm 7 nhân với âm 6 thì bằng 42 này. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ làm tiếp như sau. Nó sẽ bằng âm 1 nhân với 10 nhân với 12 thì bằng 120. 120 nhân với 42. Vậy nó bằng âm 1 nhân với, cái này các em tính ra phía bên ngoài thôi, lấy 12 nhân với 42 thì bằng 504. Nhân với 42 thì nó bằng 5040. Nhân với trừ 1, vậy nó bằng âm 5040. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 141. Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa của một số nguyên. Đây chúng ta có câu A này, âm 8 nhân với âm 3 mũ 3
nhân với 125. Vậy ở đây các em tách ra âm 8 thì nó lại bằng âm 2 này, nhân với âm 2 này, nhân với âm 2 này. Âm 3 này thì các em sẽ tách ra bằng âm 3 này, nhân với âm 3 này, nhân với âm 3 này. 3 mũ 3 thì nó bằng 3 con số âm 3 nhân nhau. 125 thì nó bằng 5 này, nhân với 5, nhân với 5. Sau khi tách ra như vậy rồi thì bây giờ các em cứ ghép từng cặp với nhau một. Vậy trừ 1 con trừ 2 sẽ ghép với 1 con trừ 3 và ghép với 1 con 5. Tương tự, trừ 2 sẽ ghép với 1 con trừ 3 sẽ ghép với 1 con 5. Đây, còn con trừ 2 cuối cùng nó sẽ ghép với con trừ 3 bên này và nó sẽ ghép với con 5. Được chưa? Ở đây các em lấy có như sau. Em để lấy tích này. Âm 2 nhân với âm 3 thì bằng 6. 6 nhân với 5 thì bằng 30. Cái này các em nhân ra thì nó cũng bằng 30. Và cái này các em nhân ra nó cũng bằng 30. Như vậy nó sẽ bằng 30 mũ 3. Kết quả ta sẽ bằng 30 mũ 3. Sang ý B là 27. Các em nhân với trừ 2 mũ 3. Rồi các em nhân với trừ 7 nhân với 49. Dương 49 tức là nhân với 49 luôn cũng được. Đấy. Vậy cô lại tách ra như sau. 27 thì bằng 3 này, nhân với 3, nhân với 3. 2 mũ 3 tức là trừ 2 mũ 3 tức là 3 con trừ 2 nhân với nhau. Trừ 7 giữ nguyên. 49 này cô tách thành bằng trừ 7 nhân với trừ 7. Đây con trừ 7 này là của cái này. Trừ 7 này nhân trừ 7 này sẽ bằng 49. Bây giờ thì các em sẽ ghép. Sẽ bằng 1 con 3 ghép với con âm 2 ghép với con trừ 7. Con 3 tiếp theo các em cũng ghép với con âm 2 và ghép với con trừ 7. Con 3 tiếp theo tương tự ghép với âm 2 ghép với trừ 7. Đúng chưa? Như vậy ở đây các em sẽ bằng này. 3 nhân với 2 thì bằng 6, tức là cái này bằng âm 6. Âm 6 nhân với 7 thì bằng 42. Cái này các em tính ra cũng bằng 42. Và cái cuối cùng này các em tính ra cũng bằng 42. Như vậy nó sẽ bằng 42 mũ 3. Được chưa ạ? Như thế là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài tính phép của phép nhân. Các em về hãy xem lại những cái bài mà cô và các em vừa làm trong ngày hôm nay và làm tiếp cho cô các cái bài tập ở phần luyện tập. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em các bài tập ở phần luyện tập các em nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.